Hôm nay nói về đề tài an toàn giao thông. Là cái bữa Tết mình về quê á, tự nhiên cái bữa đó sao mà sương mù quá trời mù luôn, mà trời sáng, trời thì sáng rồi, khoảng bảy mấy 8 giờ á, mà sương mù nó trắng xóa luôn, không thấy đường đi luôn. Tức là nếu mà đi trong cái cự ly khoảng 5 mét là sẽ không thấy cái xe đằng trước luôn. Thì mình mới phát hiện ra một điều là người dân Việt Nam mình ai cũng biết đi xe rất là giỏi, nhưng mà không biết gì về xe cả. Là tại sao? Là bởi vì họ nghĩ họ đi ban ngày cho nên họ không bật đèn là chuyện đúng. Mà mình thấy khoảng đâu cỡ 80% người ta không có bật đèn. Trên xe nó có hai cái nấc, một cái nấc là dành cho đèn đèn đi trong sương mù, và một cái nấc là đèn chiếu sáng đi ban đêm. Thì họ nghĩ đơn giản, họ đang đi ban ngày mà 7 giờ mấy sáng rồi, mắc gì phải bật đèn, thì họ cứ đi thôi. Họ đi một cách vô tư, vô tội vạ. Họ đi một cách bất chấp tính mạng của mình và bất chấp tính mạng của người khác. Mà họ không hề hiểu rằng trên xe nó có cái công tắc báo hiệu đèn sương mù. Mình không thấy họ bật. Cái việc mà bạn bật cái đèn sương mù á, để cho xe khác nó tránh tránh mình. Nếu như mình đi đường một chiều á, thì ít ra cái đèn sau đít nó cũng sáng lên, thì cái người đi phía sau á, họ sẽ thấy được cái đèn đèn của đít xe, họ cũng biết là mình đi đến trước. Còn mình không bật đèn gì hết thì họ đi tới lúc mà nó sát rịch trong khoảng 2 mét họ mới thấy mình. Lỡ có cái chuyện gì thì rất khó để mà tránh. Thì mình phát hiện những người đi đằng trước mình họ không có bật đèn, cái đít họ không có sáng. Và mình nhìn qua cái làn đường bên trái á, xe đi ngược chiều á, thì cũng có rất ít xe bật đèn, đại đa số là họ không có bật đèn, mà họ chạy cũng cũng không có chậm nữa mà họ không bật đèn. Không hiểu là họ không được dạy hay sao không biết. Còn nếu như mà họ ngu quá, họ không có biết là cái đó là đèn sương mù, thì họ cứ bật đèn chiếu sáng cũng được, họ bật đại cái đèn chiếu sáng cũng được, mà đằng này họ không bật, không bật đèn gì hết trơn, đi ngang mới thấy thôi chứ không bật. Đó là cái sự ngu dốt của dân chúng. Vậy chứ mà nói dân trí thấp thì tự ái. Tôi đi mà tôi bực người đau luôn á. À, tôi đi tôi đếm từng chiếc xe nào mà bật đít đỏ là tôi rất là vui. Tôi nói xe này hiểu biết nè. Còn mấy cái xe mà không có bật đít tôi đi tôi bực lắm. Người gì? Xong rồi tôi có làm một cái bài test, tôi hỏi con nhỏ em biết cái này gì không, thì nó nói không biết. Mà đơn giản là nó không có đi xe, nó đâu có đi xe đâu mà nó biết. Thì tôi không biết là những người đi xe có biết đèn sương mù hay không. Nếu mà bạn đi xe mà bạn không biết cái đèn sương mù thì đó là một tội lỗi. Comment đi xem đó giờ bạn biết cái đèn đó không. Ai mà chưa biết cái đèn đó là đèn sương mù á, comment cho tôi biết nha. Không phải là mình comment là mình loại cái ngu của mình ra đâu. Ít ra thì tới thời điểm này mình cũng biết được cái đó là đèn sương mù, đó là một cái điều rất là hoan nghênh khi mà bạn nhận ra điều đó. Còn mà cứ giấu dốt thì dốt hoài à, không có bao giờ khác lên được hết á. Đôi khi có những cái rất là đơn giản, người ta cứ tưởng người ta biết hết mọi thứ, mà có những cái đơn giản quanh cuộc sống quanh ta mà họ cũng chả biết, họ cũng chả dùng. Đi một đoạn đường mấy chục cây số mà tôi đếm từng chiếc, chiếc nào mà tôi đi cách đó khoảng 5 mét mà tôi thấy có cái đốm đỏ đỏ sau đít là tôi biết cái xe đó có bật đèn. Còn những cái xe mà tôi đi sát rịch tôi mới thấy đi ngoan luôn, tôi còn quăng là tôi nhiều khi nhiều lúc tôi còn không có nghĩ oan cho họ, tôi còn nghĩ là có thể cái đèn đằng sau họ bị cháy. Tôi đi xong tôi còn ngoái đầu lại tôi nhìn coi đằng trước có bật đèn hay không nữa. Thì hoàn toàn không có. Mà họ vẫn vô tư họ chạy. Họ không có hiểu gì về luật hết trơn á. Ở bên Thái Lan á, họ bật đèn suốt ngày luôn á. Sáng đêm thì họ cũng bật đèn. Đèn bên Thái Lan là không có tắt. Tại vì bên Thái Lan nó hay có sương mù. Nó bật đèn chiếu sáng luôn á. Nó gài cái chế độ công tắc đèn bật tự động vậy đó, mở máy lên là đèn nó sáng, không có tắt đèn. Bên Thái Lan không có chế độ tắt đèn,
bật đèn để cho những cái xe đằng đằng trước họ đi họ thấy. Ít ra thì họ cũng nhìn qua kính hậu hay là nhìn trực diện thì họ cũng biết được là đằng sau có xe để họ né. Việt Nam mình đúng là dân điếc không sợ súng. Tôi sợ nó luôn. Dân Việt Nam mình nó không có sợ chết bà con ơi. Người Việt Nam dũng cảm lắm, không hề sợ chết. Mà biết người Việt Nam sợ gì không? Sợ nhất là không có tiền. Cho nên họ bất chấp vì tiền, họ bất chấp mọi thủ đoạn mánh khóe để họ có tiền. Họ không có sợ chết, họ chỉ sợ không có tiền thôi. Nhưng mà họ ngu lắm. Họ ngu ở cái chỗ là chết mẹ rồi còn mạng đâu nữa xài tiền. Vậy á, mà cứ đâm đầu đi kiếm tiền bằng mọi giá. Đôi khi bỏ mạng trong cái quá trình chưa cầm được tiền, bỏ mạng mẹ nó rồi. Muốn xài được tiền thì phải có cái mạng cái đã chứ. Gì đâu mà bất chấp tiền không à. Hôm bữa giờ đang giúp cái cô kia nói tiếng Việt á, tóm tóm lại một số những cái thông tin hoặc là những cái tờ rơi chỉ dẫn hướng dẫn về thuốc á. Cái cô ở nước ngoài mà cô còn hiểu người Việt Nam, cô nói thôi viết vừa vừa thôi, viết nhiều quá nó không có đọc. Mà đúng thiệt. Người Việt Nam ngoài cái sợ không có tiền ra, họ còn có một cái lười nữa là gì biết không? Lười đọc. Cực kỳ lười đọc. Nhiều khi làm một cái gì đó ở trên máy đi, nó báo lỗi, không đọc. Cứ bấm đại thôi. Nó báo vậy đó mà không đọc. Rồi chưa kể những cái sản phẩm hoặc là những cái gì đó mà người ta có hướng dẫn sử dụng không đọc. Đâu sợ chết đâu, đọc chi. Sợ không có tiền thôi mà. Nên nhớ, có tiền mà không có mạng thì cũng như không nhé. Làm sao để bảo toàn tính mạng đi cái đã. Có mạng rồi thì tiền nhiêu cũng có hết trơn á. Ok.